Bác sĩ Việt kính chào cô chú anh chị. Hôm nay ngày mới xin chúc được dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hôm nay gia chủ ký gửi em một cái căn nhà vườn nằm vị trí đây là mặt tiền đường nhựa luôn chị ha, cho xe ô tô, xe tải mình lưu thông rất là dễ dàng luôn. Đây mình vừa ở vừa kinh doanh được chị ha. Với ngang là 14m, chiều sâu là 34m nha. Lên tổng diện tích là 396m². Đặc biệt thì sổ mình anh chị là đất keo năm, chủ sẽ bao cho mình là 100m² thổ cư nha anh chị, nằm hướng tây nha. Địa chỉ căn nhà vườn mình là ấp Xóm Vinh, xã Long Thuận, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Ở đây mình đi ra chợ Long Thuận anh chị, rồi ra trường học, ủy ban, điện máy xanh á là khoảng là 2 km mới tới chị ha. Còn mình đi về biển Tân Thành đó chị thì là khoảng là 14 km nha. Đã về đây mình ở thì ở đây có gần biển, nhất là biển Tân Thành đó. Nếu mình về Gò Công thường mình sẽ biết cái biển này ha, thì dẫn con cháu mình đi tắm biển ở đây đó, mình chạy một đoạn là tới chị, rất là gần. Ở khu vực này thì nhà cửa rất là sung túc chị thấy không, nhà nào nhà nấy to đùng luôn chị thấy không đó. Kế bên nhà mình đây có một căn nhà rất là to luôn, nhà của Thái. Ở đây mình có đèn đường nè, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết nha anh chị. Ở đây mình xài nước ngọt là quanh năm, không có mặn, cũng không có nhiễm phèn luôn, nên chị và cô chú rất yên tâm nha. Căn nhà thì em thấy còn mới tinh luôn chị, cái này là mình dọn vô mình ở liền luôn, khỏi suy nghĩ chị ha. Và bên trong căn nhà đã ốp gạch lên tới lạp phòng luôn. Còn cái hướng này thì anh chị đi hướng về thành phố Mỹ Tho là khoảng là 44 km là tới anh chị ha. Còn nếu anh chị ở xa ở khu vực như là thành phố Hồ Chí Minh anh chị thì mình muốn về đây mình mua căn nhà vườn mình ở nghỉ ngơi á đó, thì em thấy khoảng là 51 km thôi, là tính từ bến xe miền Tây anh chị ha. Đó mình đi khoảng là 1 tiếng rưỡi đồng hồ là tới anh chị. Nếu mình đi gần nhất là đi đường quốc lộ 50 ha, mình đi qua cầu Mỹ Lợi một đoạn là tới anh chị ha, đường rất là dễ chạy. Đây chị không, xung quanh hàng xóm nè rất đông đúc. Đây là căn nhà của mình đây đó, bên ta phải ha. Thì mình về có thể mình là ốp mấy cái trụ cột cổng thôi đó, với ở trong nhà mình thì đã làm hoàn chỉnh anh chị nha. Từ cái trụ bê tông bên tay phải màn hình nè đó, có cổng bằng gạo. Ở đây thì ở trước thì chủ làm rất là đẹp, có một cái khung sắt ha để mình làm cao cho nó đẹp cái cổng, và đã xây gạch lên khoảng là 1m. Cái cổng thì gia chủ là cũng rộng khoảng là 2m 26 2m 7 anh chị. Nếu mình có xe ô tô chị có thể mình vô đậu ở trong sân luôn, rất là thoải mái luôn nha. Qua tới cái ganh bên tay trái nè để chị ganh cho mình nắm luôn nha. Đó, thì cái hàng rào mình làm cái tới đây chị, cái ganh giới mình tới đây này, ngay cái trụ sắt nè chỗ bên tay trái màn hình anh chị ha. Tại vì chủ chưa có làm tới hàng rào đó, nếu mình về mình làm rào là thẳng ở đây cách khoảng còn 2m nữa chị ha, thẳng ở phía sau nha anh chị. Rồi để quay cái không gian rộng căn nhà một lần nữa mình xem nha. Đây một căn nhà em thấy vừa phải anh chị ha, đó rất là ấm cúng. Mình mua nhà mà có đường nhựa thì rất là thuận lợi ha. Nhiều lúc con cái mình có xe ô tô rồi anh chị, nó mình về tới vị trí thăm luôn, rất là dễ luôn. Bạn bè mình tới thăm cũng rất là thuận lợi nữa. Rồi để quay không gian rộng căn nhà mình xem một lần nữa nha. Đây anh chị không, một căn nhà rất là đẹp đó. Đó mình mua làm về ở liền anh chị, mình khỏi tu bổ hay là sửa chữa gì hết nha anh chị ha. Rồi em sẽ đi qua cái cổng rồi em sẽ đi vô bên trong nha anh chị. Ở đây thì dưới quê thì gia chủ thiết kế là kiểu dạng như là xây nhà chữ L anh chị ha. Đó, rất là thông thoáng luôn. Đó, đây là không gian chữ L nè, căn nhà nè. Ở trước sân á và bên hông á thì chưa có gắn máy tiền chế chị ha. Thì nếu mà mình muốn về cho nó mát mẻ thì mình gắn máy tiền chế đây để mình có thể mình đậu xe ô tô hay xe tải đây anh chị ha. Hai anh chị có thể mở kinh doanh buôn bán đây, như là bán nước hay là bán tiệm nước tây, nhiều mặt hàng khác được được nha anh chị. Còn đây mình ra tỉnh lộ cũng rất là gần, nó khoảng là 200m đổ lại rồi, tới tỉnh lộ rồi nha anh chị. Đây cái nền nhà làm cũng tương đối là cao, không có thấp nha anh chị ha.
Ở đây thì cửa phòng khách á, thì chủ thiết kế bằng cửa bằng nhôm si pha lồng kính cường lực là 10 ly chị ha, rất là chắc chắn. Cái nhôm này là loại cao cấp nên rất là tốt và rất là đẹp nha chị. Và ở bên tay trái mình đây thì gia chủ cũng có ốp gạch cây mây vàng anh chị ha, tài lộc nè anh chị, rất là đẹp luôn, rất là sang trọng căn nhà luôn nha. Rồi giờ em xin mời chị ha, giờ em sẽ vô bên trong không gian căn nhà mình tham quan ha. Đây xung quanh anh chị thấy không, phòng khách rất là rộng, rất là thoáng nha. Hai bên đều có cửa sổ hết nha anh chị. Anh chị thấy không, toàn bộ căn nhà là ốp lên tới la phong luôn. Rất là sạch sẽ, mình không cần khoảng 1 năm 2 năm mình làm bê lại anh chị ha. Đó, không gian đi ra lối về phía sau á thì cũng khoảng là 1 mét mấy nữa, em thấy rất là thoáng luôn anh chị ha, không gian rất là thoáng, nó không có chật chội nha. Đây là phòng ngủ thứ nhất đó. Bên trong thì không gian thì cũng vừa phải đó. Mỗi phòng ngủ đều có cửa sổ hết anh chị ha, lấy ánh sáng vô, lấy ánh trời vô, rất là thông thoáng căn nhà giường của mình. Đây cũng có đèn ngủ nhưng mà đèn ngủ kia có một bóng thôi, kiểu đơn giản thôi anh chị ha. Giá thì chủ ký gửi giá bán là 1 tỷ 450 triệu nha anh chị. Gia chủ sẽ lên cho mình là 100 mét vuông thổ cư căn nhà nha. Trên sổ mình hiện tại đất kêu 5 nhưng mà chủ sẽ bao cho mình là 100 mét, là gia chủ trả tiền nên mình cũng rất yên tâm nha. Đây là phòng thứ hai, toàn bộ á, điện á, thì chủ đi là âm tường hết nha anh chị, nên rất là gọn gàng, nhà còn mới tinh luôn, tại vì mà gia chủ mới dọn được khoảng vài tháng này, cái bụi bặm hay cái này anh chị về cái quét dọn mình lau nó là sạch sẽ, rất là mát luôn. Còn đây là cái không gian giải trí, đây là có cửa đi ra phía trước chị ha, nếu mà mình có thể mình dẫn xe mình để khu vực ở bên hông nhà đó, mình không để ở trước nha anh chị. Nếu chị có xe ô tô chị có thể mình chạy vô đội cho đường này luôn chị, đó mình đậu ở trong đây luôn cũng rất là tiện luôn nha. Còn đây là không gian bếp nấu ăn của chị nội trợ nè, một cái không gian em thấy cực kỳ rộng luôn chị. Đó, trên thì là đá hoa cương, mình về mình thiết kế thêm mấy cái hộc tủ bằng nhôm dưới nè, đó để có lùa để mình để nồi ơ chén bát dưới cho nó gọn, với cho nó ngăn nắp hơn chị ha. Và ở trên bếp á, thì cũng có cửa sổ để thông gió chị ha. Rồi đây là không gian phía sau nữa là có nhà tắm riêng, nhà vệ sinh riêng biệt nhanh chạy. Đây nhà tắm đây đó, không gian thì cũng vừa phải ha. Còn nhà vệ sinh là kế bên đó. Hiện tại giờ thì nhà chị thường thiết kế nhà tắm riêng, nhà vệ sinh riêng để cho nó tiện chị ha. Còn cái tiện thứ hai đó chị có thể mình xây nhà ở đó, mình làm không gian lớn thì chị có thể phòng ngủ mình thiết kế thêm nhà vệ sinh, nhà tắm đó, nó một cái điều rất là tệ thuận lợi cho mình luôn và rất là tiện luôn. Đây là không gian phía sau anh chị, phía sau đây là không ốp gạch nha, nhưng mà được có không gian rất là rộng, đây chị có thể để cái bàn phía sau đây mình ăn cơm ngoài đây cũng được. Còn đây là khu vực phía sau, phía sau đây thì còn một số đất trống đó, như có trồng một số cà cà là anh chị thấy không đó. Thì mình về mình kéo con gà ở bên trái bên phải phía sau nha, phía sau thì hiện tại thì gia chủ chưa có kéo, rồi để em ra cái chỉ cái ganh hai cái cuối cùng luôn mình nắm nha. Thì em thấy ở đây có khuyết điểm đó, thì cái đất mình á hoặc cái nhà mình đó chị, thì ở đây là bị hơi tấp hậu chị ha, tấp hậu chỉ còn là 9,5 m thôi đó, còn ở trước cái mặt tiền đường nhựa mình nó là 14 m nha chị ha, chiều sâu thì 3-4 đó, nó rất là cụ thể chi tiết mình nắm rõ cái căn nhà vườn của mình mua nha. Đây, tấp hậu đây, đây sao có ổi nè, rồi chuối nè, cà nè, rồi mía nè, rồi mít thái nè, ngò nè, lan nè, rất là nhiều đó. Này là trồng dùng trong gia đình đó chị chứ không có trồng nhiều. Đây, chuối đang cho trái chị ha, để kiếm cái cây nọc đâu đây nè, nãy chủ mới chỉ nè, chỉ cho mình nắm luôn. Đây em đã thấy rồi chị ha, cái nọc đây rồi. Phía đây nè chị, cây này qua mấy trụ kia
Đây. Đây. Đâu? Đây phải không? Cái con gào đây anh chị ơi, đây có con gào đây nè. Đó, từ cái gào này chị ha, qua bên đây đó, cái trụ cắm đảo ở đây nè. À, qua bên đây thì cũng có trụ ở đây nữa, để em coi cái trụ ở đây là trụ bê tông đây, còn kia thì nó có bê tông này nằm ở trong cái miếng ton gì không thấy rõ đây chị ha. Đó, có cái trụ bê tông khoảng là 4 tấc đó chị ha. Đây là sâu bên trái. Đó, thì cái gắp ganh với cái gào phía sau, gào phía sau đây là dây chì anh chị, tại vì ở đây đất ngày xưa đây thì còn kéo gào dây chì hồi xưa anh chị ha, giờ mới là có mấy cây lưới B40 anh chị. Rồi để em tạm dừng video ha, anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà vườn nằm ở Gò Công, thị xã Gò Công này thì liên hệ bên em số thoại màn hình, bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để em thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc là cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha là 1 tỷ 450 triệu, thì căn nhà mình có thổ cư thì là 100 m² nha, mặt tiền đường nhựa nha anh chị. Mình quan tâm căn nhà này thì kết bạn Zalo em sẽ gửi thông tin định vị sổ cho mình ha, để mình nắm rõ để mình về đây mình mua căn nhà này để mình ở thì an cư lập nghiệp anh chị ha. Quý khách hàng cũng đừng quên một like, một chia sẻ, một nút đăng ký giùm hình để tương tác của em, để em có động lực qua những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.